Có thằng cô nhân viên văn phòng mình có làm sao đi làm để quên luôn cái thẻ đen rất là vip nha các bạn. Đây, thằng LTN như hôm trước tôi đã bảo anh em. Hôm nay tôi dẫn các bạn đi xem là thăm phòng trọ của sinh viên xem là đầu tháng này nó ăn ở như thế nào nha các bạn. Ủa thằng này không khóa cửa luôn à? Ủa sếp, sao không kêu xuống đón sếp? Tao nhắn tin cho mày từ nãy sao mày không xuống mở cửa? Phải nhờ con bé ở dưới kia nó mở cửa kia kìa. Hai thằng ở à? Hai thằng ở sao có mình mày đấy? Tôi bảo thế này, bạn thân em nó đi du lịch mà cuối tuần nó đi về. Trong khi giữa tuần bây giờ hôm nay sinh nhật em rồi. Hôm nay sinh nhật mày á? Vâng, hôm nay sinh nhật em. Ờ, chúc mừng sinh nhật nha, anh tặng luôn cái thẻ đen của chú tao hồi kêu rồi. Ê, chúc mừng sinh nhật mày bây giờ. Thế cho nên em làm một nồi lẩu to như này ăn cho nó bỏ tức. Nhưng mà phòng trọ đây là tủ để quần áo, đây cho các bạn xem tủ quần áo này, khăn tắm này, đến chảo mà chúng nó để ở đầu giường. Nhà cái phòng bé tí này không có chỗ nấu ăn à? Bọn này ngủ để dao đầu giường. Nghe ăn lẩu nhìn phê quá. Ngon không mày? Hoành tráng đấy. Dừng. Clip này không lên được đâu em ơi. Ủa sao không được anh? Nhìn này, sao lại ngồi mà lại dạng háng ở phía khán giả, chết thật đấy, gây hỗn loạn thị trường, mất cãi nhau ở trong comment giành giật thì sao? Clip này không lên được, phản cảm quá. Mà giờ lỡ làm rồi sao anh? Thế thôi bây giờ đành xin lỗi người xem thôi. Các bạn đang xem thì cái đoạn này là vô tình là tại quay phim ấy, chả nói gì tôi cả Phát. Phát là thằng quay clip này. Xin lỗi mọi người đi. Xin lỗi mọi người này. Đấy, thì để ủng hộ thì mọi người cứ tiếp tục xem clip nhé, loại sao không dạng hán nữa. Mà cả cái nhà này thấy có mỗi một cái bếp như thế này đó. Làm gì có tiền đâu mà đầu tư cái bếp xịn sò đàng hoàng. Em với thằng bạn em góp tiền mua chung cái này đấy. Hai thằng mà phải góp tiền cái bếp bao tiền mà phải góp tiền mấy triệu? Chưa tới 900. Chưa tới 900 à? Vâng. Cũng được. Ngon không? Có chứ. Tao có bảo cái bếp đâu, tao đã bảo cái này, tao xin nhớ thế. Wow, bò nhúng lẩu. Được quá các bạn ơi, tôi xin phép nhá. Mời bạn ăn nhá. Tôi đây không chờ bạn nữa. Ngon đủ rồi. Cũng được phép các bạn. Còn bếp hai thằng mua chung rồi sao hai chúng mày chuyển ra ở riêng thì làm nào? Trong cái bếp này chia đôi à? Tao vặn nhiệt độ lên đúng không? Hả? Vặn nhiệt độ đấy. Wow. Tiện không? Thay vì phải kiểu nút ấn như mấy cái bếp thông thường. Cái này phát là tôi thích kiểu vặn như này này, giống kiểu chỉnh điều hòa ô tô ấy, nó vặn cho nó nhanh. Mà cái này chỉnh từ 0 đến 99 là cái gì ấy? Đó là 99 mức nhiệt độ thôi. 99 mức nhiệt độ khác nhau quá. Đấy. Cái này bao lâu thì sôi được cái nồi lẩu vậy? Chắc tầm 5 phút là cổ. Đây nha các bạn, đang để không sôi, tôi vặn thử lại xem nó bao lâu là nó sôi nha. Cái nấm này mày không rửa à? Nấm này là người ta mua về đầu tiên các bạn phải rửa ra và cắt mấy cái đồ bẩn bẩn. Sinh viên chả chịu dọn dẹp. 5 minutes later. Quả này sôi nhanh phết nhở? Được đấy, được đấy, được đấy. Nhưng mà cái bếp này nấu được mỗi lẩu là hay còn nấu cái gì nữa? Ngoài ra nó còn có 5 chức năng khác ngoài cái chức năng mà cơ bản như thế này. Mình sẽ có thể điều chỉnh của nó ở cái nút menu này này. Chế độ đầu tiên nó là nấu lẩu, hot pot. Chế độ thứ hai là steam, nghĩa là hấp. Chế độ thứ ba đó là soup thì nó tất nhiên thì sếp cũng hiểu mà. Nấu cháo. Hiểu. Nó là gì? Nấu cháo hoặc nấu soup thì nấu thôi. Nấu cháo. Chế độ thứ tư nó là stir fry, nghĩa là xào. Xào thì sẽ phù hợp với những cái món kiểu dùng với chảo này nè. Ăn lẩu với chảo à? Còn chế độ cuối cùng đó là chế độ deep fry, là chế độ chiên. Chiên thì lúc đấy sếp sẽ phù hợp làm mấy cái món như kiểu gà chiên hoặc là gì đấy. Phải chơi chiên nữa. Phải chơi chiên. Được đấy, được đấy, được đấy, uy tín. Nhưng mà quả bếp này á, nuôi cái viền cao su này làm gì á? Thì cái xô này để mà tránh kiểu trơn trượt đó sếp, ví dụ như kiểu cái bề mặt mà nó không có bằng phẳng lắm á. Ok, tức nghĩa là cái nồi nó không bị rớt ra đúng không? An toàn, quá là an toàn luôn. Còn mình á, nhưng mà cái mặt này nó có cái gì ở dưới đấy? Mặt này thì nó kiểu làm nhám nhám này sếp, nhám nhám sần sần này, nó tránh cho... Cái bếp nó báo tạm dừng kìa. Vâng, đó là tính năng của nó mà, tính năng tự động ngắt sạc. Ngắt sạc, tức nghĩa là cái nồi này có chức năng sạc không dây, còn đây là đĩa sạc không dây à? Đúng rồi. Đặt lên nó tự ngắt cái gì? Vâng, tiêm một cái đĩa sạc không dây. Ui, đặt xuống sôi luôn. Nhưng mà ngoài sau kiếm thêm lẩu nấm hay cái gì đấy, làm cái nồi lẩu hai ngăn này. Bữa trước em với bạn em cũng vừa ra đấy, thì mua cả cái nồi lẩu này với lại cái nồi lẩu hai ngăn luôn. Là đâu? Là TCS anh ạ. Chỗ TCS là gì? Vâng. TCS không gì cả. Nhưng mà mới mua được cái này thôi. Tôi sẽ ép mà bán là nồi lẩu á. Cày vãi lại á. Cày á, em còn chưa thử nữa. Bố mày chấm mày cái miếng ớt ở đây này. Em nói thật với sếp nha. Cái nồi này đáng mua cực kỳ rẻ. Nhiều chức năng mà nhỏ gọn nữa. Đi cắm trại đi du lịch bạn bè chẳng hạn. Bây giờ ấy, làm gì có thời gian mà ngồi nhóm lửa bằng bếp củi đâu. Làm cái này luôn cho nhanh. Thôi sếp ăn đi. Tao vẫn ăn, nãy giờ tao thấy mày ăn kéo. Đến nhà nó xong mình toàn ăn. Làm quả trứng lên hết đồ ăn rồi. Có ngày kia rồi. Đau chân quá. Ngồi nhiều cái này bị đau đầu gối vãi. Cái gì kìa? Đây là cái máy massage chân. Chân xem ạ. Vãi đoạn máy massage chân đấy. Vâng. Bọn mày có điều kiện đấy. Nhưng mà tự nhiên bọn mày mua cái máy massage chân làm gì? Thì bọn em là sinh viên nghèo. Đổ dầu ăn vào đi bố, đừng có nồi nói chuyện. Tao đến đây là để ăn chứ có phải là để anh em mày tâm sự kể chuyện đời à?
em chia sẻ thật với sếp nhé. Hai đứa em toàn sinh viên nghèo từ quê trở đi quê đi lên, làm gì có tiền mà đầu tư xe máy đâu. Từ nhà đến trường đến tận 5 cây, bỏ hết cả chân. Đó là lý do vì sao mà em mua cái máy này. Anh nói thật nhá, mày đi chữa cái bệnh sọ nhà mày 5 cây mà mày đi bộ, mày nói toạc ra là bọn mày đi xe buýt đúng không? Tao chưa thấy có thằng nào mà lại là nhà xa quá thay vì mua xe để đi mua máy massage cả. Ai làm cái mày chắc là có mua đồ gì. Ok. Mà máy massage này xem này. Ở đây chỉ chỉnh giờ 15 phút hay 30 phút rồi. Vâng. Vâng. Đây là chỉnh cái gì đây? Đây là chỉnh cái độ kiểu bóp. Nó có mấy cái viên nó có xoay xoay dưới chân các bạn. Nó cảm giác nhột nhột nhưng mà kiểu nó bóp đã cực. Còn đây là cái gì túi khí đúng không? Túi khí. Mức thấp, mức trung bình. Và đây là có cả sưởi nóng à? Vâng, cái đó là sưởi nóng, đây là đang bật nè. Ok. Tại vì bình thường mấy cái máy massage chúng ta phải vừa sưởi nóng này, vừa xoa bóp thì nó mới có hiệu quả. Chứ còn nếu mà các bạn mà chỉ massage không ấy, nếu không đã, bởi vì cái nhiệt độ thì nó sẽ làm giãn cơ của chúng ta ra. Cái quả này chỉ mỗi massage chân không, còn là các bạn cũng có thể dùng để tập. Đó. Ê, tao dùng đúng cách không? Thế phải để nó dưới đất chứ. À, phải để dưới đất à? Vâng. Máy của gì đây? LED. LED nhà vàng. LED. Nó là một thương hiệu con của Xiaomi sếp ạ. Mà biết sếp biết Xiaomi thì toàn là hộp đồ ngon, bổ và rẻ. Dựa vào đâu? Dựa vào P trên P chứ còn dựa vào đâu nữa, thế mà cũng hỏi. Cái này nếu mà anh em nào mà bị đứt chân thì nó bóp kiểu rất là mạnh ấy. Nó không phải là kiểu bóp nhẹ nhẹ đâu. Đây là mình đang để mức medium. Để mức low thì chắc là nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà bóp này mà bạn nào bị đứt chân sẽ cực kỳ khoái. Còn ai mà chân không có vấn đề gì ấy, cho vào đây các bạn sẽ cảm thấy nó hơi bị đau một tí đấy. Mày đi hàng ngày thế nào? Đi bộ 5 km về 30 phút thôi, thoải mái cực kỳ luôn. Sẽ biết vì sao không? Con được trang bị tới 64 con lăn khác nhau. Nhẹ, nói chung là con này nhẹ lắm. Con 5 kg thôi, sếp bây giờ sếp thử cầm lên đi. Đấy. Bạn nào mà kiểu đá bóng này, chơi cầu lông, tennis nó nói chung là những cái gì mà vận động về chân nhiều ấy, thì các bạn có cái này ở nhà xuống vết bố mẹ ấy chắc sẽ thích kiểu như thế này. Còn mình thì kiểu xưa nay mình xoa bóp thì mình không bóp nhiều về chân đó, nhất là hai bên bàn không tập trung nhiều về cái việc xoa bóp chân. Vãi đạn đi, bao giờ tao mới được ăn trứng này. Xong rồi sếp ơi, chào em mượn một con bé nhà dưới kia mà nó lại không hỗ trợ bếp từ, nó lại hỗ trợ bếp thủng ngoại thôi. Mày thấy chưa, ở nhà anh ấy là bếp bao giờ một bên hồng ngoại một bên tử, nó có lý do cả đấy. Em đâu biết đâu, ở nhà em ở dưới quê cũng hai bếp tử, đâu biết đâu. À chả thế. Vì vậy nên mà anh em nào mà dùng cái loại bếp mà là bếp từ ấy, là các bạn đi mua nồi niêu xong chảo là cái đấy nó có hỗ trợ bếp từ không, chứ không phải loại nào như nhau đâu. Tôi lại cho cái nồi lớn lên đi. Ô sao anh em? Ô sao Thành? Ô sao Lam? À sao cũng hả? Ô hả thế mà thằng này nó đi chơi người yêu cơ mà. Anh đi chơi người yêu mà? Đây là người yêu em mà. Hả? Ơ sao hả? Là nào đâu? Hả? Ê nở thì nở. Sao? Đâu? Ngồi đi xem nào. Chúng mình ngồi đi. Ngồi đi. Chúng mình. Ok, ngồi xuống ăn lẩu đi. Tao thấy hợp lý đấy. Ê, đang còn dùng dầu ăn này. Rồi, như vậy qua video lần này thì tôi tranh thủ bật cái nồi lẩu lên. Bố ơi, mấy bố cứ nhìn cái gì không biết đâu. Tôi đã nhờ cái thẻ đen này mà lên đây đã được ăn một bữa lẩu hoàn toàn free. Và gặp được những người anh em bạn bè mới thấy là thật tuyệt vời. Những người chơi bóng rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Thôi luôn rồi kìa. Cái nồi nhanh dã man. Nhưng mà cái quả thôi đừng xong nữa hai bố ơi, quả bếp là kêu hơi to. Nó là cái quạt mà sếp, quạt tỏa nhiệt mà. Thì đương nhiên vì cái bếp ở nhà tàu dưới kia nó cũng kêu như thế. Vậy nó mới an toàn. Rồi, các bạn ấy đừng quên like, share với bạn bè. Các bạn nào mà học sinh sinh viên ấy đang dùng cái đồ gì hay, comment xuống bên dưới để thằng NTN biết mà nó còn mua nhá. Và hẹn là bạn ở các video lần sau. Đúng hút chứ sếp. Chờ tí đi, nhưng mà thiếu hai cái bát. Không, ý là hút lại.